Hello, con chào cả nhà ơi. Hello cả nhà. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay nói chung thì Nguyên Ròm cũng lại kết hợp với lại Tú. Thì trong cái thời gian khá là dài hai anh em không có đồng hành với nhau. Thì hôm nay đầu năm mới rồi, hai anh em lại sáp lại nữa. Tại năm ngoái quấn lộn với nhau quá rồi không đi chung với nhau nha. Năm nay cái năm mới bước qua năm thì chuyện cũ bỏ qua. Chuyện cũ bỏ qua gì đó. Thì cái nhà thì cũng chơi thôi chứ anh em mình cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà có cái là tại vì cái thời gian rồi là hai anh em mình tách ra để mà mỗi một người đi một hướng để mà giúp nhiều con linh cái nhà, chứ hai anh em thì đi cũng một cùng một nơi nhưng mà có cái là chỉ giúp được một số ít thôi đó, nên mới tách ra. Nhưng mà sau một trận tách ra thì hai anh em mình cảm nhận được là kiểu như là một mình thì đi giúp không được nhiều, bị thiếu thốn, thì thiếu thành viên, thiếu bạn đồng hành, nói chung nên thì không giúp được cái nhà. Đôi khi anh em mình một mình thì có nhiều rất là nhiều cô chú anh chị cũng thương anh em mình, kêu anh em mình coi như thôi hai đứa đi chung với nhau đi để đỡ lo, hỗ trợ lẫn nhau cho nó an toàn. Thì hôm nay anh em quay lại thì chở miếu ông già cả nha. Thì miếu ông già thì lần trước đầu năm thì lần đầu tiên tôi đến đầu năm mới luôn á, là tôi đến miếu ông già đầu tiên thì có gặp một vong linh mặc bộ đen, bộ đồ đen xì, tóc dài đen thùng lùi vậy đó, biết sao mà nó vô miếu luôn, cái dành miếu ông già luôn. Cái khu vực miếu này là từ trước tới giờ anh em mình đến thường xuyên quay, nói chung là rất là nhiều vong linh. Thì cái vong này nó đi thì cái vong khác nó đánh được cái âm khí đó là nó đến. Mà đó. Hôm đó thì đến cúng cơm ấy nha, đến cúng cơm ông, nhưng mà con quỷ nó vô miếu ngồi ăn. Vô người vô miếu ngồi ăn luôn, nhưng mà ông già xuất hiện quýnh nó một cát rồi nó biến mất rồi, nó không biết giờ làm sao rồi, không biết luôn nữa. Thì quý cô chú anh chị mình cũng đã biết, nói chung là thờ bây giờ thì thờ mặt pháp, và nói chung là coi như là quá trời nó nhiều cái vong linh luôn quý cô chú anh chị. Mà dữ không à. Thì anh em mình đi cũng như là đôi khi thấy những cái gặp những cái vong mà nó dữ quá, một mình là chống chọi không nổi. Nó thiệt là trước đây Nguyên Ròm cũng khoảng vài ngày thôi thì Nguyên Ròm cũng bị một cái vong nó quýnh là chết dắt luôn, trong khi đó có mình đâu ai hỗ trợ đâu, mình nằm đó luôn, ai đâu hỗ trợ cho chừng nào tỉnh lợi thì cuốn đồ giọt. Chứ thật sự thì nếu trong trường hợp đó đó cô chú anh chị, nếu có những ví dụ có Tú đi thì Tú có thể lôi mình ra, hoặc là nói chung là hỗ trợ lẫn nhau thì nó an toàn hơn. Thì hôm nay hai anh em chở lên miếu cả nhà, thì thứ nhất là muốn xem là cái quỷ đen đó là nó còn ở đây hay không, và nó trong miếu như thế nào, và thứ hai nữa là coi có ông linh mới hay không. Tại vì miếu ông già thì cô chú anh chị đã biết rất là lâu rồi, là nơi đây thì tụ tập rất là nhiều ông linh dữ, và hầu như là đa phần là những vong linh mà nó từ ở đâu xa đến, nhưng mà thì đâu lại chứ không phải là ở nơi đây nó đánh hờ được đó. Nhưng mà ở một số đó thì anh em mình trước đây cũng có giúp rất là nhiều vong ở nơi đây rồi, nhưng mà tại vì nơi đây các nhà biết là xung quanh thì đồng lúa không à, trống lỏng à, chỉ có một nơi đây là cái ngôi miếu và có những tán cây lớn, thì tất nhiên là những vong linh họ sẽ đến những cái nơi này để họ trú ẩn và có thể hưởng cái nhang mà người ta đến ta cúng ban ngày đó. Mà ở trong cái ngôi miếu này có là hai cây đó là thường xuyên luôn. Có hai cây lớn. Hai cây lớn nó thường xuyên xuất hiện. Còn những cái cây mà đặc biệt nha, có cái cây trang trí cửa miếu á, cái bự á. Cái đó bự luôn mà miếu mà không xuất hiện. Cây đó. Cây này phải không? Cái cây bành kia đó đó. Đó cây chà bá đó. Mà nó không xuất hiện, mà nó xuất hiện là cây sai khi làm như gần miếu quá nó không dám xuất hiện hay sao? Chắc vậy quá. Đó. Nhiều khi là ông già ông linh lắm. Thì nói chung hôm nay trở lại thì để coi cái anh em mình có giúp được cái vong đen hay không, và đặc biệt là coi có vong nào mới đến đây không có nha. Thì cả nhà coi như là cũng hôm nay nói chung từ Tết, trước Tết tới giờ luôn thì bước sang năm mới thì đây là lần đầu tiên mình đến miếu ông già, cũng như là lần đầu tiên mình đến đây chung với lại em Tú. Thì nói chung thì trong thời gian anh em mình hợp tác với nhau đi săn ma thì cũng rất là mong quý của chú anh chị mình ủng hộ cho anh hai anh em mình nha. Thì ok đó nha, thì thôi bây giờ không dòng nữa, bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong và mời quý chú anh chị các bạn đi nha. Đi cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, bây giờ hai anh em mình sẽ đi vào trong cả nhà. Thì hai anh em mình cũng xin mời quý cô chú anh chị mình theo sát chân hai anh em mình nha. Sát chân luôn không? Sát chân luôn để nắm giò luôn á. Có gì cả nhà mình la lên nghe để anh em mình biết giọt. Thì nắm giò luôn mới sát được.
Thì từ nói chung là hồi năm ngoái đó, từ lúc trước anh em mình đi đó là thường thường. Ê, là cái gì đoạn cây trước mặt đó thì trắng trắng nữa nè, trắng ở chỗ trên thân cây luôn hay gì á, thấy có gì trắng trắng cái bao vậy quý, phải bao không? Lại máng bao đó thì gần nè, thì cái cây đó đó. Ừ, cây đó là thường xuyên luôn. Ừ, cái cây á. Ê, có à, có à. Mới vô tới là cái cây đâu rụng xuống rồi Túc. Không biết đâu bay lại chứ không phải rụng. Ở đâu trên trên rớt xuống á. Mà cái cây đó cây gì, phải cây lá cây bự vậy. Ê ê ê. Tôi phải không phải cái bao đâu ơi. Thấy trắng trắng kìa. Thấy cái gì nó nhít, nó nhít á, không phải là bao đâu. Nhít không? Nó nhít. À đúng rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó nhít quay. Không nhất, không nhất. Ê, nhúc nhích thiệt rồi. Từ từ từ. Đâu lại rồi. Đó anh chào Vong thường nói chuyện. Không mất tiêu rồi. Không thấy nữa, lấy đầu còn, chào. Còn đó đó. Hả? Còn đó đó. Ê, thật. Chào Vong Linh nha. Có hai con trắng lận. Hả? Hai con trắng lận. Không biết là không biết là Vong từ đâu đến đây vậy. Ê, đừng lại gần quá. Được rồi. Giữ em ơi. Gì á, gì á. Nó bên đây, nó bên đây nè. Gì á? Nó bên đây nè. Ở đây là Nguyên ơi. Đây con còn nè. Biến mất tiêu rồi. Cứ sao? Bớt cổ lên. Tôi mới quay qua kia thấy còn chuyện con nữa. Được không? Dạ nó mắc luôn. Đánh lừa quay. Một con sau lưng á. Một con nó quay qua, nó dụ tôi quay qua kia cái. Ê, nó bò kia bò qua không ơi. Đó kìa. Đầu cổ anh nè. Ê, đứng chơi bên đây nè. Đâu? Nè. Hai bông luôn. Nó bò đi. Anh cầm máy lại để em lại nằm nói chuyện thử đi. Chưa kịp nói chuyện nữa. Môi vô Phật. Thì trước tiên thì tôi xin đến đây và cũng như là xin chào hai Vong Linh ở đây. Thì không biết là Vong Linh đến từ đâu và vì sao lại có những hành động hung dữ như vậy. Thì anh em tôi đến đây là mục đích để giúp Vong chứ không phải để bắt Vong hay hoặc là làm cái gì Vong cả. Nên hy vọng là hai Vong Linh hãy hoan hỷ và hiểu cho ha. Bên cái cây nè, giáp bên đây con nghe, thấy cẩn thận nha. Thì nếu mà trong trường hợp mà hai Vong Linh cần tụi tôi giúp điều gì? Để nó quắc kìa. Thì anh em tôi giúp được á, thì anh em tôi giúp cho. Cẩn thận nha. Bây giờ hai Vong đứng hai bên này. Cái Vong này gần, tiếng này gần mình hoài nè. Che ra đi, che ra đi. Cái gì? Mới nghe cái gì cái ầm đây nè. Đâu rồi? Hả? Đâu hết trơn rồi. Coi chừng nó ở cái cây này nè Tú ơi. Có thấy không? Hả? Có không? Hiện giờ anh không thấy. Cẩn thận nha.
coi chừng nó ở cái cây. Ê, coi chừng nó sau lưng cái gì kìa. Bắt ăn nó đi. Ê, cái con mạnh gì? Con này nó không sợ hay sao? Ừ, nó không sợ. Nó mất tiêu hết rồi. Núp đứng ra đây. Thấy không? Mình nói thấy không? Tối thui vậy không thấy. Ở đâu? Đây kìa. Cái con... cái vong này làm như cái con vặt hay sao ta? Gì? Bò cơ mà. Không biết nữa mà. Vấn đề gì không? Lúc nó chết làm sao? Chết làm sao mà giờ nó vậy? Gì vậy? Tôi... đi vô đây nè. Chưa về không dám vô luôn nè. Hồi nãy anh mới lại chưa chân bóp cổ rồi. Đến đi giúp vong mà bị vong quýnh te tôi tả nhưng hai anh em tôi đến đây là coi như là cũng muốn cúng kiến cho vong đó, có gì thì vong linh cũng đừng. Ê hình như có con thứ ba vong ơi. Cái gì? Có con khác nữa hay gì á? Giờ không dám đứng nắng mình. Có con khác nữa gì? Tôi thấy nó cái gì nó xuống cái đùng. Có ngồi trên cây không? Không biết nữa. Không có lặn á. Ê, trời ơi. Không có lặn, hai anh em mình nhớ cái chỗ này không? Cũng có vòng trên cái cây này nè. Hồi trước đây có một đứa bé cục đầu hay sao á. Mà lâu lắm rồi mình không thấy nữa. Cây này đâu bay ra đây. Cây này mà nó vớt lên đầu anh em mình chắc chết quá. Bởi vậy. Ê, nó ngồi làm cái bằng đá đang dùng. Thấy rồi, thấy rồi. Ê, đi xích hít lợi thử coi. Đi. Nó ngồi chắc nó im rồi đó. Đi từ từ. Làm từ từ, đừng làm cho họ sợ, họ làm dữ á. Cái này là kiểu là chắc mình nghĩ là họ sợ mình đến mình bắt này kia. Ừ. Ủa, sao con đâu, còn con ở đâu? Hả? Sao con vô còn vậy? Không biết. Ê, cẩn thận nha. Chuyện vụ á. Trời, từ từ lợi thử coi. Đi, ngoắt nữa ha. Đâu mà đánh gần mà đánh gần mức độ thôi, đừng có đánh gần quá. Để rải máy cái gì tốt không? Chào Vũ Linh nha. Thì không biết là anh em chúng con đến đây á thì có mạo phạm gì đến Vong Linh hay không mà Vong Linh lại. Ê! Cái gì? Cái cây nó bay xuống vậy? Không biết. Anh thấy. Ê! Đây Vong nè. Thấy à? Cái cây từ. Ủa đây rồi? Đâu từ rồi? Ê, cái này một con hai con ta? Sao giống thịt ra? Giống thịt nhau hả? Mà không chắc hai con nãy tôi thấy có hai con mà. Ở đây mới thở ở đây. Ừ. Muốn cái gì nói đi, chứ đừng có làm dữ được gì đâu. Thì bây giờ gì nè. Thì anh em chúng con nếu đến đây thì có quấy rối gì đến Vong Linh thì cũng rất mong Vong Linh có thể cho anh em chúng con đến đây để có thể cúng kiến này kia cho vong. Có được không? Ngót mắt là hoài, ví dụ. Thì tên tuổi là gì đó, anh chết như thế nào, quan ức làm sao thì nói đi, đây giúp. Chứ đỡ bây giờ giúp cho. Bây giờ thì bắt ba bắt bưởng như vậy thì đâu có được. Ê! Trời. Anh em chúng con đến đây á. Ê!
cái bông này dữ lắm, cái con bự nè. Tôi thấy hai con giống nhau nhưng một con bự con nhỏ. Cái bông này đứng trên này nè, con nhỏ phải không? Ừ, con nhỏ đứng cây là nhỏ. Dạ. Ê, anh nghe đâu quật bụp bụp đâu à, Túng. Coi chừng cây bay nha. Cây bay nhiều lắm á. Muốn gì? Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Muốn không? Ê! 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 Trời ơi. Lọn à, lọn à. Tưởng đâu một vòng mà giờ hai vòng tấn công cùng lúc luôn. Dạ. Ôi nó sợ, sợ Tú à. Đâm tiêu rồi. Hả? Đâm mất tiêu rồi. Nó thấy à? Thấy. Đấy, cầm coi. Đâu tiêu rồi? Nó thấy rồi. Hả, con này nó bạo quá ông nội ơi. Ông nội ơi, ông nội tía đầu năm đầu tháng mà đi mới hai anh em sáp rồi đi có lần đầu. Mà cái lưng này. Cái lưng này. Cho không à. Ngay cái đống cho kìa. Những cái đống cho bự mình kia nè cái này. Trời ơi, gặp đó một mình chắc lâu đi ăn thịt luôn quá. Cái cây này nè. Nó đâu rồi, cái cây này nè. Nó xuất hiện lông qua cái cây này không à. Đó, cái cây trà bá kia kìa. Ở cây đó không xuất hiện đâu. Ở cây đó không, sao trước cửa miếng nó không xuất hiện đâu. Mà cây biết sao, cây này nhiều nhánh, nhiều tia nè. Nó rộng nè. Dạ. Trốn trong đây. Ê. Đây con nhỏ hả? Ê, con nhỏ, con nhỏ. Ngoắc hả? Ngoắc nữa à? Nãy giờ là ngoắc anh không á. Ngoắc lợi nãy xử. Ừ. Muốn gì nói với đừng ngoắc ai lại gần đâu lại gần là cũng dứt người ta vậy. Nói nãy giờ coi như là anh em chúng tôi đến đây là cũng nói trước rồi. Coi như là anh em chúng tôi đến. Sao lưng cái cây đâu có cái bay lưng không kìa. Hả? Ê, cái cây này mất thờ mà. Ừ, uống cái cây này nó đâu rồi này nè. Ủa đâu rồi? Đó đó. Nè nó tiêu nè. Thì cái cây nãy nằm đây nè. Ủa đâu rồi? Cái gì vậy? Cái cây nó tiêu trời. Cái tiêu nữa nè. Cái cây nó tiêu nữa nè. Quậy chứ. Ừ. Nãy nằm đâu đây nè. Ừ. Rồi cái cây này. Ê ê ê đi. Nên 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 chút đi. Nên 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 chút đi. Được được. Đằng kia có con nó kìa đứng đằng cây kìa. Nó sợ rồi Tú ơi. Ừ nó sợ. Đằng kia gốc cây kìa có con bông đứng đây kìa. Bây giờ làm hiền đi anh em tôi cúng kiến cho ăn rồi giúp đỡ cho. Nó mắc quậy bông này nhóc bông nhỏ mắc hoài à. Để đến gần thử muốn gì nói đi. Quá trời rồi. Muốn gì? Quắc nè. Cứ nhắm vô tôi hoài nha. Muốn gì nói đi. Đây à, đây. Hai bông chụp một rồi, rõ ràng hai luôn á. Hai bông rồi. Sao? Ngoan ngoãn đi cúng cho ăn nè. Chịu không? Đói không? Đói không? Sớm giờ coi như là hai anh em cũng đến đây thì cũng đã nói rồi. Cũng đi chạy. Trời cái cây. Hết lờ rồi. Ủa rồi, bông này đâu? Ủa mất tiêu hết rồi, còn con bông bên kia kìa.
Gì? Anh mới bị ai xô á. Gì trời? Ê. Hả? Có cái vòng thứ ba hay sao á? Nãy anh ngồi đây bị xô nè. Thì em mới bị xô đập nè. Thôi đi vậy, đi vô miếu đi, vô miếu đi. Rồi tính. Làm như là hai bên mình xuất hiện rồi, có một vòng là ẩn thương á. Nếu mà ba vòng là mệt đó. Mà anh nghĩ là ba vòng, có hai vòng. Từ hơn ba vòng chứ không hết đâu. Có hai vòng mà muốn chết rồi nè. Cái gì vậy? Nghe tiếng là sạc sạc đâu vậy? Hả? Tiếng là sạc mình sạc. Đi nè. Dạ. Chắc cái nhà chắc lẽ vậy, hai con cúng cái nhà chứ giờ nó quá trời rồi. Quá dữ rồi. Có trên đó thì đúng rồi. Cây hay xong mình tính đợi rớt khúc ảnh rồi bệt hoài luôn á. Thôi cái nhà, thì hai con cầm dừng đi cúng nha. Thế nhà, thì giờ hai anh em con sẽ cúng kiến ở gốc cây nha cái nhà. Đi. Trời. Gì vậy? Đàn cày biết lúc cháy không, giấu hu hu nè. Đàn cày này vậy nghi quá. Nghi không cháy nổi quá Tú. Đốt thử, đốt thử. Ui trời. Ua. Gì vậy? Nguy hiểm quá nội, tắt đầu quá à. Cây đó đâu, cái cây đó hồi nãy tự nhiên mất tiêu, giờ đâu bay ra nữa Tú. Nó bay hoài luôn. Trên đây thòng xuống chết luôn. Cái cây nè. Con này này hai chị em không ta? Hai bông giống hệt nhau. Giống hệt nhau à. Nhưng mà bông bự con nhỏ. Nhưng mà cái bông bự nó tấn công mình nhiều hơn. Tấn công nhiều hơn mà anh hồi nãy anh thấy như tượng như cái con gì không phải người ta. Nó bò không? Ừ. Chết. Hay lúc nó bị tặc nó chết. Có ủa đâu. Lúc nó cũng lúc mà ấy em mới có cây nó đi mà. Không, hoặc là làm sao nó muốn làm vậy cho mình sợ. Chắc vậy quá. Ừ mà xong để ý ha. Cái bông đen mất tiêu luôn. Hay là vô miếng ông già, chiếm miếng ông già bị ông già bắt luôn rồi. Cháu sợ ông bắt rồi. Mấy cái bông mà giữ đến đây mà ấy là ông bắt rồi. Cái giữ á, mà hai người á, là ông thu phục rồi. Hai người cái gì? Vô chiếm miếng ông mới ghê. Dành cái ổng. Ừ, dành cái tù á. Cái chỗ đó, chỗ bắt rồi mà vô trong nó nập mà. Chiếm nhà. Ừ, chiếm nhà của ổng, chiếm nhà của ổng. Có gì? Thôi giờ cúng đi. Rồi nè. Từ nãy giờ á. Thì hôm nay con đến đây thì không biết là ông bà ở đây nhiêu tuổi thì không biết. Nói chung là hai anh em con á. Nói chung đến đây thì cũng mạo muội. Không biết là có mạo phạm gì đến là mấy ông mấy bà ở đây hay không. Thì nếu mà mấy ông mấy bà có nghe được thì cũng rất là mong mấy ông mấy bà hãy quan hỷ cho hai anh em con chạy đến đây để cúng kiến cho ông bà hưởng nha. Nếu sớm giờ là con là người bị nạn không đó. Đó cho nên là con cũng xin xin phép. Thì cũng rất là mong ông bà khuất mặt khuất mại đây đừng có hành con nữa. Hành này được rồi. Ác thì được. Hành em con được rồi, đừng có hành con. Đấy giờ con te tu hết trơn rồi. Rồi tắt luôn rồi. Rồi đi. Cái này gió quá. Kệ đi, để cái mic đây đi. Nó tắt thì tắt lại với sao vậy? Mình cũng cúng kiến nghi thức đầy đủ mà. Đèn nhang đèn này nọ là đầy đủ. Thì quý ông bà cô chú ơi, thì hai anh em con thì cũng đã cúng xong xuôi trơn rồi. Thì bây giờ hai anh em con cũng xin phép tạm lánh mặt. Thì quý cô chú anh chị mình ở mình bên đi trong. Đi miếu đi. Quan sát xem coi hai cái vòng đó xuất hiện như thế nào nha cả nhà. Rồi đi thôi cả nhà. Bây giờ ở đây xem nghe.
Anh trần hết trơn rồi. Phá có cái cây thằng đây nữa. Anh sát hết trơn luôn. Biết nó có hưởng không mà nó phá không biết. Cái tay. Cái chân nha. Ừ. Thấy chưa? Dạ. Cái chân rồi. Ừ. Cái gì nó cậy dọn nhỏ như vậy? Đâu? Đục ngang kìa. Đâu. Ủa nãy hai mình vô đâu thấy mà không thấy dính cái dọn á. Dính dọ hả? Ừ. Cái gì vậy? Thôi, tao đi về quá. Bỏ ba đầu luôn á. Cô chú chị ơi, chắc lẽ anh em con đến đây cũng kết thúc clip đi về để lần sau lại coi thế nào chứ giờ không dữ quá cả nhà. Quý cô chú anh chị ơi, coi như là hai cái vong này không biết là lần đầu tiên anh em mình đến đây, thì từ lúc đầu thì khi mình vô đây thì mình cũng xin mình gian giái rồi khắn rồi luôn mà không hiểu cái nguyên nhân như thế nào mà hai anh em bị tấn công huyết luôn. Chắc lẽ họ sợ là mình đến đây để bắt hoặc làm như thế nào với họ đó. Đúng là vậy, nhưng mà lúc đầu là anh em mình cũng xin phép, cũng khắn, cũng xin bộ. Nhất là vậy nhưng mà họ không tin mình. Chắc vậy rồi. Thôi cả nhà đến đây chắc có lẽ con sẽ đi về. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem rất nhiều. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì hai anh em con thì cũng xin chúc toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha. Chào cả nhà, hẹn cả nhà tập sau nha. Bye bye cả nhà.